Theo kế hoạch ban đầu thì vỏ tàu cổ đắm ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sau khi đưa lên bờ sẽ được bảo quản và trưng bày. Tuy nhiên thì phương án này sẽ phải thay đổi do lo ngại thời tiết sẽ ảnh hưởng đến con tàu. Các nhà khoa học cho rằng đưa vỏ tàu về bảo tàng trưng bày và bảo quản trong thời điểm hiện nay là chưa phù hợp. Nguy cơ biến dạng vỏ tàu do tác động của việc trục vớt và do ảnh hưởng của khí hậu. Đồng thời bảo quản hiện trạng con tàu cổ cần nguồn kinh phí rất lớn cùng kinh nghiệm xử lý tiên tiến của các chuyên gia. Do vậy, công ty được giao nhiệm vụ trục vớt tàu đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh phương án trục vớt, cho phép đơn vị này xây dựng phương án bảo tồn tại chỗ để đảm bảo yếu tố nguyên gốc khai thác du lịch. Từ ngày 30 tháng 6 đến 15 tháng 7, đơn vị khai quật sẽ phối hợp cùng các nhà khảo cổ học tiếp tục mở rộng vùng khai thác thêm 600 m2 bằng phương pháp dùng thợ lặn để tìm kiếm trục vớt cổ vật bị rơi ra bên ngoài tàu.